cái này. Này, ra đây, ra đây. Ôi, đấy rồi, đi rồi đấy. Nhiều nước quá. Nước mình 3 tháng rồi đến cái quyết định đến tháng đó không chưa. Ông cứ để đấy không phải từ 3 năm đổ ra để cho gọi là cái cơ thể con người mà chôn xuống đấy rồi nó tiêu hóa được hết. Đấy là như thế. Chứ còn nếu như mà 2 năm mà mình đã cất lên ấy thì cũng có người sạch, tức là người đã tiêu hết, cũng có người chưa tiêu hết. Đấy là như thế. Thế thì những người mà dính bảo chưa tiêu hết thì nghe làm cái thứ sợ mà nó ghê. Nếu mà không công được vào nữa ra thì đấy là sai xuống.